Thôi con cầm đi con, bởi vì cô in rồi. Con cầm xuống học đi con. Thôi cô in rồi, cảm ơn con. Trong quá trình để cho cái máy lớn nó đồng bộ thì chúng ta có chạy mấy phút. Thầy đang đồng bộ qua cái video lên cho mọi người. Con tặng cô chị có thấy cái màn hình đó, sư phụ có viết gì trên bảng thì con thấy không? Do vậy mà sư phụ mới đồng bộ qua cái máy vi tính đó con. Dạ. Sư phụ đang đồng bộ qua máy vi tính để cho sư phụ mở cái máy lớn lên và nhìn qua cái qua màn hình, qua cái bảng luôn á. Đang kết nối nhưng mà Zoom của mình nó vào đông quá, kiểu này làm ăn khá à. Kiểu này là sư phụ tuyển người đi thi giác bộ đậu ngọn tre rồi. Những thí sinh đang có mặt ở đây là có chuẩn bị tư thế sẵn sàng chưa? Thì thấy sẵn sàng là trời ơi, cái máy của sư phụ nó đồng bộ gì đâu mà nó nhanh dữ. Hồi nãy giờ đồng bộ mới có 30% mà chưa xong nữa. Rồi thôi, chừng nào mà đồng bộ bên máy tính được á thì mình sẽ mở bên máy tính. Còn giờ bên điện thoại vẫn thấy sư phụ đúng không? Có thấy không? Trinh tại vì sư phụ đang đồng bộ qua bên máy điện thoại, qua bên máy vi tính, và cái mức độ đồng bộ của nó là đang chạy, cho nên là thôi thì chúng ta bắt đầu bên này trước đi, rồi sẽ đồng bộ bên máy vi tính sau. A Di Đà Phật, đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, chào đại chúng. Hôm nay chúng ta ôn bài để thí sinh dự thi cấp thành phố. Chúng ta có cái bộ đề thi. Bài thứ nhất là khái quát về tứ diệu đế. Ở đây chúng ta có câu số 1: tứ diệu đế còn có tên gì khác hay không? Ở đây có A, B, C, D. Có tứ thánh đế, tứ chân đế, tứ chánh đế. Cho nên là đáp án D là đáp án A và B đều đúng. Có nghĩa là tứ thánh đế hay là tứ chân đế, chúng ta gọi là chân đế. Thì nó không có là chánh, nó không phải là tứ chánh đế thôi. Thì đây là tứ thánh đế và tứ chân đế đều đúng, cho nên là đáp án D là A, B đều đúng. Như vậy thì tứ thánh đế gồm có khổ tập diệt đạo, còn chúng ta còn gọi nó là chân lý, bốn chân lý, bốn sự thật, cho nên còn gọi là tứ chân đế. Nghĩa là mình nghe xong là thuộc luôn, giống như là mình học tại lớp vậy đó. Làm sao mà mình mai mốt đọc tới câu đó là mình không còn mơ hồ nữa ha, ghi trong đầu luôn. Tứ thánh đế mai mốt mà mình có được điểm tối ưu, người ta đến ban giám khảo có hỏi thêm mình, tứ chánh đế, tứ diệu đế gồm có cái gì, là mình kể luôn. Khổ tập diệt đạo, hỏi tứ thánh đế ra đời vào lúc nào để cho mình hiểu được không,
hiểu được lịch sử của sự ra đời của Tam Bảo không? Thì mình biết, mình nói luôn, Tứ Thánh Đế ra đời khi Tam Bảo có mặt. Vì Tứ Diệu Đế được xem như là Pháp Bảo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật Bảo. Còn năm anh em ông Kiều Trần Như được nghe Đức Thế Tôn nói về Tứ Diệu Đế với ba lần chuyển Pháp Luân, thì năm anh em ông Kiều Trần Như chứng thánh quả A-La-Hán. Lúc đó Tam Bảo có mặt tại thế gian. Chúng ta học mà chúng ta hiểu như vậy thì xứng đáng là người xuất sắc. Câu số 2: Tứ Diệu Đế gồm những gì? Thì chúng ta vừa học là khổ tập diệt đạo, là câu C. Không nói từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm. Thường lạc ngã tịnh là tứ tướng niết bàn. Sanh lão bệnh tử nghĩa là tứ khổ, hay là vô thường. Sanh lão bệnh tử được xem như là định lực của vô thường, hay là bốn phần của bát khổ thì nó là tứ khổ. Cho nên tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo. Câu số 3: Thứ tự tứ diệu đế, thì chúng ta đánh câu B là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Còn ở trên nó lộn trở lại câu A là khổ đế, diệt đế, đạo đế và tập đế. Câu C là khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế. Câu D là khổ đế, đạo đế, tập đế, diệt đế. Có nghĩa là người ta độ lộn trở lại cũng nhiêu đó, nhưng ở đây người ta biểu mình thứ tự, cho nên mình sẽ đánh câu B: thứ tự khổ tập diệt đạo đế. Rồi câu số 4: Tại sao Đức Phật nói tứ diệu đế theo trình tự khổ đế trước tập đế sau? Câu A là giải quyết vấn đề nói từ quả đến nhân. Câu B là giúp ta đối diện khổ đau để giải quyết vấn đề. Câu C là thừa nhận thực trạng thì mới tìm ra giải pháp tốt. Câu D là gồm đáp án A, B, C. A, B và C. Thế thì ở đây là tại sao Đức Phật nói tứ diệu đế theo trình tự như vậy? Thì ở đây là cả A, B, C đều đúng, cho nên là đáp án là câu D. Có ai thắc mắc gì bốn câu vừa nói không? Rồi im luôn. Câu số 5: Trong tứ diệu đế, cái chi phần nào là nguyên nhân của khổ? Khổ đế là quả, tập đế là nguyên nhân, diệt đế là quả vui, đạo đế là con đường, là nhân đi đến an vui. Như vậy ở đây trong câu số 5 người ta hỏi là trong tứ diệu đế chi phần nào là nguyên nhân của khổ, thì là cái gì? Tập đế. Câu B là nguyên nhân của khổ. Mình đọc kỹ câu hỏi ha. Có khi mình bồn chồn, mình không có định á, mình không có định tâm á, thì khi mình đọc mình cố gắng phân tích câu hỏi. Trong tứ diệu đế nghĩa là khổ tập diệt đạo, chi phần nào là nguyên nhân? Thì chúng ta biết là nguyên nhân của khổ hay nguyên nhân của vui. Nguyên nhân của khổ là tập đế, nguyên nhân của vui là đạo đế. Câu số 6: Trong tứ diệu đế chi phần nào là niết bàn? Thì chúng ta biết là diệt đế là quả niết bàn. Câu số 7: Trong tứ diệu đế tứ niệm xứ nằm trong chi phần nào? Là tứ niệm xứ là nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Thì phần này á, là chắc là chúng ta cũng phải học 37 phẩm trợ đạo để chúng ta biết, vì lội vô trong này rồi thì đây là cấp cao rồi, cho nên là chúng ta phải thuộc tứ đế. Hay là vấn đề mà chúng ta muốn đạt được giải thì chúng ta phải nắm cho được tứ đế, vì cái phần này đang hỏi về tứ đế. Cho nên trong tứ diệu đế tứ niệm xứ nằm trong phần nào? Thì tứ niệm xứ nằm trong phần đạo đế, là gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Phần trong tứ diệu đế là chúng ta phải biết đạo đế nó gồm có 37 phẩm trời đạo. Có khi là trong bài ôn thì như vậy, nhưng mà khi ra thi thì cũng giống như vậy, nhưng mà người ta sẽ đổi một vài câu để khi chúng ta đọc chúng ta tưởng là chúng ta học bài tủ, ai về chúng ta rơi vô cái tủ, thấy không? Tủ lạnh đó. Số 8: Trong tứ diệu đế ngũ căn thuộc chi phần nào? Đó, nãy hỏi tứ niệm xứ, giờ hỏi ngũ căn, thì cũng trong đạo đế, trong 37 phẩm trợ đạo.
Rồi hết rồi, hết cái bài tổng quát rồi, bây giờ vô bài 2 là bài khổ đế, là khổ cho thầy trò mình rồi. Bài khổ đế người ta muốn nói tới điều gì? Câu số 9: trong tứ diệu đế, khổ đế là gì? Khổ đế là gì? Bao gồm: A, là những điều trái ý nghịch lòng là khổ; B, sanh lão bệnh tử là khổ; C, là con đường diệt khổ. Là con đường diệt khổ. Thì mình biết là trong tứ diệu đế, khổ đế có phải là con đường diệt khổ không? Không. Vì vậy cho nên những gì mà trái ý nghịch lòng á, tại sao mình gọi là những điều trái ý nghịch lòng? Có nghĩa là cái đó là cầu bất đắc khổ, phải không? Trái ý nghịch lòng là oán tấn hội khổ, cầu bất đắc khổ. Thì như vậy thì cái đáp án đây là D, là gồm đáp án A và B, có nghĩa là những điều trái ý nghịch lòng và sanh lão bệnh tử. Vì sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ rồi, bây giờ những điều nghịch lòng đó là cầu bất đắc hay là oán tấn hội. Tiếp câu số 10, nhớ là cái câu nào không hiểu là giơ tay hỏi liền, chứ để không là không. Thầy qua rồi, nếu mà thầy có đi qua rồi thì hỏi lại cũng được, cũng có thể trả lời lại được, không sao. Nhưng mà nhớ là khó tới đâu chúng ta giải quyết tới đó, thì cái điều đó nó sẽ tốt hơn cho chúng ta nha. Không hiểu tới đâu hỏi liền tới đó. Câu số 10: hãy chọn câu trả lời đúng nhất về khổ đế gồm những loại khổ nào? Tam khổ, bát khổ, thập khổ. Thì ở đây gồm đáp án A và B, nghĩa là tam khổ và bát khổ. Nghĩa là trong khổ đế nó có hai phần, tam khổ và bát khổ. Được không? Vậy thì tam khổ và bát khổ thì chúng ta hiểu rồi. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Nó còn biết là sao nó kỳ vậy chứ không phải. Bây giờ chúng ta hiểu được cái tam khổ, thì chúng ta biết là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Còn bát khổ là chúng ta cũng biết luôn, để mai mốt chúng ta đụng cái câu số 10 chúng ta không bị khổ ha. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ái biệt ly khổ, oán tấn hội khổ. Chúng ta học mà chúng ta lấy ái và oán chúng ta đi chung á, thì chúng ta dễ học. Ái biệt ly, oán tấn hội, thì bắt đầu tới hai cái khổ cuối cùng là cầu bất đắc và ngũ ấm xí thạnh. Thì khi mình nói cầu bất đắc và ngũ ấm xí thạnh thì mình biết là đó là cái mà đề cập vào cho chúng ta rõ biết. Cái này nó bị bể, lấy cái dây kia kìa, không, cái dây này nó bị bể, cô Uyên, cái này nó bị bể, lấy cái dây kia kìa. Như vậy thì câu số 10 của chúng ta là chúng ta hiểu được tam khổ và chúng ta hiểu được bát khổ, thì chúng ta trả lời câu này nó chính xác hơn là gồm đáp án A và B, đó là đáp án D. Câu số 11. Câu số 11 thì ở đây là chúng ta được biết được sự thật khổ có ích lợi gì, thì ở đây đang hỏi sự thật của khổ. Gặp cảnh khổ không khiếp sợ. Rút cái kia ra đi. Rút cái kia ra. Rút cái kia ra, ai gì đâu? Không có, rút cái kia ra. Rồi, nè, cầm. Rồi, bây giờ chúng ta hiểu được câu hỏi là biết được sự thật khổ có ích lợi gì. Thì ở đây là gặp cảnh khổ không khiếp sợ. B, không tham cầu, ít bị hoàn cảnh chi phối. Và C, là gắng sức tu hành để thoát khổ.
Thì ở đây là đáp án D là gồm cả A, B và C. Nghĩa là chúng ta biết được sự thật của khổ thì có lợi ích như vậy đó. Lợi ích là gặp cảnh khổ không khiếp sợ. Như vậy thì cuộc đời này là vốn là biển khổ thì chúng ta không còn khiếp sợ nữa. Khổ dữ rồi. Nhờ biết được sự thật của sự khổ mà chúng ta không có tham cầu, ít bị hoàn cảnh chi phối, không có bị cái gì nó làm chủ mình, nó điều khiển mình. Và cũng vì biết được sự thật của khổ mà mình gắng sức mình tu. Cái điều đó là mình nắm được rồi. Cái là mai mốt gặp câu số 11 là mình đánh A, B, C, điều đúng. Nhưng nhớ, trước khi ta đánh cũng đừng bao giờ mà chúng ta học vẹt nha. Cũng phải đọc lướt qua câu trả lời. Phần lớn những người giỏi mà bị rớt là do ỷ y. Vừa đọc câu hỏi là đánh ngay câu trả lời. Cái này là một sự sai lầm trong quá trình học tủ. Được chưa? Nhắc lại một lần nữa ha. Chúng ta cứ từ từ mà đánh. Nhưng mà khi chúng ta biết là thời gian nó không có, người ta cho thời gian mà mình có học rồi thì mình không có được suy nghĩ nhiều thôi à. Nhưng câu nào mà chưa chắc ăn á thì mình đánh. Nhưng mà mình chỉ đánh đó mà mình chưa có tô ở bên cái đáp số, bên đáp án. Câu nào mình chắc ăn như bắp thì mình tô bên đáp án. Còn câu nào chưa chắc ăn thì mình đánh bên này, nhưng bên đáp án mình để đó. Lát nữa mình coi câu nào mình chưa là mình lật trở lại. Còn giờ mình lật trở lại và mình coi lại cái câu rắc rối mà nãy mình phân vân. Chứ mình đừng có phân vân rồi mình ngồi đó. Mình phân vân mà mình ngồi đó nó hết giờ. Cho nên cái nào mình phân vân thì mình sẽ chưa tô đen bên đáp án vậy thôi. Chứ mình vẫn đánh ở bên cái đề của mình á. Còn câu nào mà mình chắc ăn rồi thì mình khoanh tròn. Câu nào mình chưa chắc ăn thì mình đánh cái chữ đánh chéo vô đó để mình tính lại nữa. Chứ mình không để cho mình cái đầu mình nó rối nha. Nó đi vào trạng thái cái đầu mình nó rối á là mình không có làm chủ được cái lộ trình kế tiếp của nó. Đó. Câu số 12. Theo Phật giáo, thọ lãnh cái món nào làm khổ bản thân? Giờ hỏi thọ lãnh cái món nào làm khổ bản thân? A. Hưởng thụ quá nhiều. Cái này là mình biết là không phải thiểu dục tri túc rồi. Tài sắc danh thực thì là gì? Ngũ dục. Hưởng thụ quá nhiều về ngũ dục, tài sắc danh thực thì. B. Hưởng thụ quá nhiều sắc thanh hương vị xúc. Sắc thanh hương vị xúc là năm trần. C. Hưởng thụ tham ái và các loại khoái lạc giác quan. Giác quan là mắt tai mũi lưỡi thân. Câu B đã nói rồi. Bây giờ hưởng thụ tham ái nữa, nghĩa là đó là cái dục vọng. Thế thì ở đây câu số 12 á, theo Phật giáo, thọ lãnh món nào thì ở đây món nào cũng nghe nói ra là biết khổ rồi. Cho nên đánh D. Đáp án A, B và C đều đúng. Rồi. Câu số 13. Khổ đế thuộc về nhân hay là quả? Mình nghe biết khổ đế là biết quả rồi. Diệt đế là quả, khổ đế là quả. Cho nên là bây giờ mình hiểu về quả. Có nghĩa là thuộc về quả. Không phải nhân. Và cũng không phải vừa nhân vừa quả. Mà cũng không phải là không xác định. Mà khổ đế thì thuộc về quả. Nhắc tới đó là khổ là quả, tập là nhân, diệt là quả, đạo là nhân. Ôn đi ôn lại vậy mà không thuộc nữa là thôi tôi đi tu luôn vậy rồi. Mình hiểu được cái vấn đề của nó là ở chỗ đó ha. Để đại chúng không có mơ hồ mà. Chúng ta đừng có bao giờ mà tự cho mình là mình không biết. Rồi cái mình cứ ngồi đó mình nói mình không biết. Thì không biết tới bao giờ mình mới biết. Cho nên là lúc nào mình cũng phải tự tin là tôi biết, chứ không phải là tôi không biết ha. Lúc nào mình cũng tự tin như vậy để mình trở thành một con người rất là tuyệt vời,
lúc nào mình cũng tự tin là tôi là người biết chứ không phải là tôi là người không biết, để tôi trở thành người giỏi, giỏi thật chứ không phải là giỏi giỏi sơ sơ ha. Chứ giỏi sơ sơ là nó mơ hồ lắm, thiếu tự tin. Câu số 14: tam khổ trong khổ đế gồm những gì? Tam khổ ở trong khổ đế là mình biết tam khổ là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Thì ở đây câu A đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì ba cái này là mình đảo nhau được. Còn ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tăng hội á, nó nằm trong bát khổ. Già khổ, bệnh khổ, chết khổ là nó nằm trong bát khổ. Thân khổ, tâm khổ, cảm xúc khổ là cái này nó nằm trong cái nhóm nhiều chuyện khổ. Bởi vì nó không có nằm trong đâu hết. Nó nằm trong thân khổ, tâm khổ, cảm xúc khổ là nó nằm trong cái nhóm nhiều chuyện khổ. Nên là mình không có xét gì đó. Bây giờ tam khổ mà mình đọc cho đây xong là mình biết là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ là ổn. Câu A. Rồi bắt đầu câu số 15: bát khổ trong khổ đế gồm những gì? Bát khổ trong khổ đế gồm những gì? Đó, bây giờ kể ra thấy không? Người ta bắt mình học thuộc luôn mà. Tam khổ cũng bắt học thuộc, mà bát khổ cũng bắt học thuộc, mà khổ nhân hay khổ quả cũng bắt học thuộc. Quý vị thấy là bây giờ mình thi cấp thành phố là mai mốt mình giảng luôn được khổ đế. Ủa, giảng luôn được tứ diệu đế luôn. Này gần như phải học thuộc rồi. Cho nên là cái này là mình đâu có cần mơ hồ trong cái việc mà trả lời câu hỏi này. Mình lấy Phật học phổ thông ra học tứ diệu đế là mình thuộc bài, là mình nắm vững. Mà nắm vững là mình có còn người ta hỏi xuôi hay cũng trả lời được, hỏi ngược cũng trả lời xong. Vấn đề quan trọng là thuộc khổ đế, chứ ở đây là không có vụ học tủ được. Học tủ người ta trộn một cái là mình hư chuyện. Như này. Bây giờ câu số 15 là bát khổ trong khổ đế gồm những gì? Bắt đầu liệt kê ra nè. 1. Sanh khổ. 2. Lão khổ. 3. Bệnh khổ. 4. Chết khổ. Sanh lão bệnh tử. Rồi tới thứ 5: ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tăng hội, ngũ âm xí thạnh. Thì bây giờ cái ái biệt ly người ta đưa lên trước, và oán tăng hội người ta phải xen vào ái biệt ly, cầu bất đắc. Người ta xen cái cầu bất đắc vô chính giữa. Chứ còn thầy học á, là thầy cứ học là ái biệt ly, oán tăng hội. Tại vì ái và oán nó nằm gần với nhau thì nó dễ học hơn, nó dễ thuộc hơn. Thế thôi, chứ còn ở đây thì không có bắt buộc là thứ tự. Ái biệt ly cũng khổ, mà oán tăng hội cũng khổ, mà cầu bất đắc cũng khổ, ngũ ám xí thành cũng khổ, thì không cần phải thứ tự nó. Đụng vô cái gì khổ cái nấy. Nhưng mà sanh lão bệnh tử thì chúng ta từng nào thì chúng ta nghe cái thứ tự nó vậy rồi. Cho nên giờ không phải nói là tử bệnh sanh khổ, sanh lão được, thấy không? Còn ở phía sau á, thì chúng ta được quyền. Ở phía sau là chúng ta được quyền là đảo lộn trật tự. Rồi. Như vậy thì chúng ta rõ biết là bài này là chúng ta phải thuộc thôi. Vì chúng ta không thuộc á, là chúng ta sẽ không có thầy sẽ rời khỏi một bên, là chúng ta còn một bên. Rồi đó. Bây giờ cái máy laptop á, nó đã ổn trở lại, cho nên nó sẽ lớn hơn, đúng không? Màn hình nó sẽ bự hơn, và đó sẽ chuyển lại để có thể thấy được cái bảng một chút. Sư phụ sẽ giảng trên bảng đó. Bây giờ thấy được ở trong Zoom á, là được mấy người. Sư phụ cho con hỏi chút không? Rồi nói. Cái là trong cái phòng này là nó nằm hết trong cái phòng học. Phật học phổ thông về quyển thứ 2 hả? Quyển thứ 2. Này đầu quyển 2 à. Phật học phổ thông này là nó đầu quyển 2 rồi. Chứ không còn quyển 1 nữa. Cho nên ai ở quyển 1 thì về quyển. Ai học quyển 2 lên thành phố. Đúng không?
Cấp huyện mình học ít hơn, bây giờ cấp thành phố phải học nhiều hơn chút chứ. Rồi, cứ ai không hiểu thì hỏi để còn biết là mình cần phải làm cái gì, và ngay chỗ đó con chưa hiểu thì cứ hỏi chết lại. Rồi, bác khổ rồi ha. Cái bác khổ phải học thuộc lòng thôi, mấy cái khác sư phụ khỏi có đọc. Như vậy cái câu số 15 á là câu B, nhưng ở đây là sư phụ không nói câu B. Mai mốt người ta lại đổi cái đề này, người ta không để câu B, người ta để câu C, câu D thì sao? À, bởi vì miễn sao quý vị học thuộc lòng, chúng ta phải học thuộc bài. Câu số 16, sanh khổ là gì? Bây giờ hỏi sanh khổ thì chúng ta biết là khổ lúc sanh là chúng ta nghe là nó giống sanh khổ rồi, mà chúng ta đánh liền thì không được. Vậy B là khổ trong đời sống, vậy trong đời sống mỗi tâm niệm mình sanh ra nó vẫn khổ. Rồi C là khổ lúc sinh và khổ vì mong cầu không được. Thì chúng ta nghe là mong cầu thì mình nghĩ nó không phải là sanh khổ mà là cầu bất đắc khổ, nhưng không phải. Mình nghĩ là cái sanh khổ với lại mình khởi ra một niệm sanh thì cái điều đó có phải là sanh không? Ở đây đáp án là câu D. Khổ lúc sanh và khổ trong đời sống thì người ta không nói là A, B đều đúng, mà người ta dồn cái câu đó vô. Câu D là dồn cả A và B mà không nói A, B đều đúng. Ở đây ta dồn cả A và B vào câu trả lời, phải không? Quý vị có cái đề, bộ đề thi là thấy rồi phải không? Như vậy sanh khổ là gì thì chúng ta biết là cái lúc chúng ta sanh ra và trong đời sống của chúng ta thì chúng ta đang sống, cho nên chúng ta đang sanh. Rồi, câu số 17, thảo nào lúc mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, dùng để ví cho loại khổ nào? Này nữa thì cũng là sanh khổ. Mới chôn nhau thì cái đó là cái nhau của con người. Thảo nào lúc mới chôn nhau, mình không hiểu được cái nhau đó là cái lúc mà nơi chôn nhau cắt rúng. Chôn nhau là gì đó? Đó là sanh khổ, câu A. Chúng ta đọc rồi chúng ta phải suy ngẫm để cho chúng ta biết là cái câu hỏi đó đó người ta hỏi với ý gì. Mà nếu mà trong lúc mình học đó, thì mình có thời gian mình tư duy, còn lúc mình đi thi đó, là mình không còn thời gian nữa. Lúc đi thi là chỉ đọc qua là biết là cái câu này câu trả lời là câu gì rồi, chứ còn nhưng mà chẳng qua là mình phải đọc lại một lần nữa để mình đừng có bị câu hỏi nó gạt mình thôi, chứ còn mình đừng có hấp tấp trong khi trả lời. Nhưng mà mình không có thời gian để mình tư duy nữa. Mình có hai cái khó: một là không trả lời nhanh, hai là không được quyền tư duy lâu. Vì mình tư duy lâu nó sẽ mất hết thời gian và nó sẽ làm cho cái não bộ mình mệt vì căng thẳng. Cho nên người trí sẽ làm bài rất là nhanh, còn người mà cứ ngồi đó suy nghĩ từng câu hỏi đều suy nghĩ là chắc chắn người này một lát làm bài không xong. Không ấy thì phải làm lộn, bởi vì cái đầu giờ nó lẫn quẩn à. Là thường đánh lộn là do tư duy, cho nên là cái việc đi thi không có còn tư duy nữa. Tư duy là lúc mình học á. Câu 18, lão khổ là gì? Hồi nãy là sanh khổ, bây giờ già khổ. Khổ do bệnh tật. Già là bắt đầu nó tới bệnh tật. Nhưng mà nói tới bệnh tật thì không phải là già mà là bệnh. Khổ do mắt mờ. Vậy là mắt mờ là già. Khổ do già nua và tai điếc. Vậy là cái tai điếc cũng là do bệnh tật, nhưng mà bây giờ là già nua. D là khổ do già nua, mắt mờ, tai điếc. Đó, nó gồm vô luôn một đám mà mắt mờ, tai điếc. Vậy thì nó chỉ bỏ câu A thôi. Nhưng ở đây ấy, câu D ấy là già nua, rồi còn mắt mờ, rồi còn tai điếc nữa. Vậy là cái trạng thái già là gối mỏi, chân rung, mắt mờ, tai điếc, đúng không?
Nhưng mà nếu mình nói bệnh tật đó, thì nó là bệnh khổ chứ không phải già khổ. Già khổ là được quyền nói mắt mờ, chân rung, lưng còng, tóc bạc. Nhưng mà nói tới bệnh thì nó lại chuyển qua bệnh khổ rồi. Được không nè? Rồi, cái này là câu D, có nghĩa là lão khổ. Câu số 19: già nua là cảnh điêu tàn, cây già cây cỗi, người già người suy, dùng để chỉ ví cho loại khổ nào? Thì cũng là già khổ nữa. Nói cái câu già nua là cảnh điêu tàn mà không lẽ nói bệnh khổ. Cho nên là khi mình câu B là câu lão, là câu lão khổ, thì ở trên là già, ở dưới là lão vậy thôi. Không phải sanh khổ già, già khổ mà sanh khổ lão khổ. Câu số 20: tử biệt thuộc loại khổ nào? Cái khổ chia lìa khi chết, ở trên tử, ở dưới chết, thì mình chọn liền câu B thôi. Mấy cái khác nó già, nó bệnh thì đâu có cần phải nói tới. Nhưng mà cũng dùng mắt mình liếc sơ qua. Đây là tử biệt thuộc loại khổ thì chết khổ. Ở dưới mình lấy mắt mình lia qua, mình thấy nó câu A nó già, câu C nó bệnh, câu D nó sống không được gần nhau, là biết là nó không ổn rồi. Cho nên mình đánh liền câu B. Nhưng mà mình phải có học trước. Cho nên là khi người có học liếc sơ qua là biết câu trả lời. Còn người không có học ngồi đó đọc mà suy nghĩ nữa là hết buổi làm được 5 câu. Chứ không phải không làm, là làm được nhưng mà được ít lắm. Vì trong quá trình học á, học ít quá cho nên nó đưa vào đầu ít quá. Câu số 21: ái biệt ly khổ có nghĩa là gì? Ái biệt ly khổ có nghĩa là khổ vì ái. Thì câu A là khổ do thương yêu. Vậy thương yêu là ái. Thương yêu nhau mà phải chia lìa, chỉ chia lìa là ly. Câu B là khổ do tai nạn là biết không phải rồi. Câu C là khổ do ruồng bỏ là cũng không đúng luôn. Đáp án A, B, C cũng sai luôn. Rồi, vậy là chọn câu A. Ái biệt ly là nói tới thương yêu, phải chia lìa. Câu 22: thất vọng về tình duyên thuộc về phần nào trong tám khổ? Ông nhận nay những câu hỏi này đó là nó không có trong bộ đề thi. Trước đây bộ đề thi trong trên mạng á, thì nó không có mấy cái này. Bây giờ quý thầy khai thác hết luôn, quý thầy ngồi quý thầy viết ra đó. Các con có hiểu không nè? Bộ đề thi này rất gần gũi cho cái việc mà các con vừa học mà vừa phải có trí nữa để suy luận. Thất vọng về tình duyên thuộc về phần nào trong tám khổ? Thì đó là cầu bất đắc khổ. Để thất vọng về tình duyên có nghĩa là mình cầu tình duyên mà nó không được, chứ không phải là ái biệt ly, phải không nè? Mà nó là cầu bất đắc. Cho nên nó là câu A, cầu bất đắc khổ, thất vọng về tình duyên là mình cầu mà không được, chứ không phải ái biệt ly. Ái biệt ly là mình đi cưới hay là người mình yêu thương á mà mình không được gần. Còn cái này thất vọng về tình duyên có nghĩa là mình cầu không được. Rồi, câu 23: cầu bất đắc khổ là chỉ cho cái trường hợp nào trong các trường hợp sau đây? Thất vọng về công danh, thất vọng về phú quý, thất vọng về tình duyên. Thì đó, cái đáp án cả A, B và C đều đúng. Vì mình cầu không được cho nên mình thất vọng. Ở đây có nhiều người đi tu cũng thất vọng. Nói con vô chùa con thất vọng quý thầy quý cô quá. Vậy là mình thất vọng là do mình hay do quý thầy quý cô? Do mình mong cầu nhiều quá, mình bắt người ta phải đáp ứng cái nhu cầu của mình, ta không đáp ứng thì mình thất vọng. Cái vụ thất vọng đó thì cũng không biết nói với ai lời nào nữa. Câu thứ 24: cầu mong không được thì sinh ra khổ não, còn gọi là cái loại khổ gì? Cầu mong không được thì mình chúng ta biết là cầu bất đắc rồi, đúng không? Thì nó lại rơi vào cái chỗ đó thôi. Nhưng mà con thấy là quý thầy lại xào qua xào lại có kiểu đó à. Nhưng mà xào cho mình rối luôn. Không, vừa là thuộc mà vừa là rối.
À, nhưng mà nhớ là cái câu này nó đưa lên ngân hàng câu hỏi là người ta xào á nha. À, không học là rỗi. Cầu mong không được là cầu bớt đắc khổ. Nhưng mà sinh ra khổ não còn gọi là loại khổ gì? À, nó không phải là khổ thân, nó không phải là khổ tâm, mà nó là cầu bất đắc khổ vì cầu mong không được. Ngay cái câu hỏi luôn, người ta cho mình một cái câu trả lời ngay câu hỏi rồi. Cầu mong không được là cầu bất đắc. Câu số 25, hết bài 2. Thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Thấy không? Cái này là nghe là biết oán tán hội. Thấy mặt kẻ thù là biết oán này. Không phải thù một đời đâu, mà thù nhiều đời nhiều kiếp. Cái người mà không có trí tuệ là đi tới đâu là gây oan gia trái chủ, thù oán tới đó. Còn người có trí là tháo mở hận thù, buông oan trái. Câu thơ trên ví cho cái loại khổ nào thì chúng ta là biết oán tấn hội khổ. Đó là câu B. Rồi, đó là hết bài 2 trong Phật học phổ thông. Rất là dễ không? Phật học phổ thông bài 1 có 8 câu, bài 2 lại là có 17 câu lận. À, tại vì 25 câu nè, mà bài 1 có 8 câu thôi, thì bài 2 17 câu nữa. 17 cộng 8 ra 25. Rồi, như vậy bài 1, bài 2 được 25 câu rồi. Bây giờ tới bài 3. Bài 3 là tập đới. À, bài 1 là tổng quát tứ diệu đế, bài 2 là khổ đế. Bây giờ tới bài 3 là tập đới. Cứ hỏi gì đó, hỏi lần quần vậy đó. Cái bài nào là ta hỏi rốt ráo cái bài nấy. Như vậy thì bây giờ ta học cái bài, ta học luôn hết bài 3, bài 4 nữa, cái ta ôn tứ đế nữa là xong hay sao? Bây giờ là 8:10 rồi, như vậy nó quá giờ ôn rồi. mình ôn là ôn 45 phút thôi, đừng ôn nhiều. Mình ôn nhiều cái nó ra ôn. À, nghĩa là không có được ôn nhiều quá mà cũng không có được ôn ít quá. Thì thôi vậy thì dạy bên bản chút xíu ha, mai mình sẽ học tiếp. Chứ học không được học nhiều, học nhiều thành ra tham, cũng không được học ít, học ít thành ra lười biếng và bỏng sẻn. Không tham mà cũng không bỏng sẻn, cho nên chúng ta không học nhiều mà cũng không học, không được học ít quá. Rồi, chúng ta qua cái cấp thành phố thì chúng ta phải thi tới tứ diệu đế. Về quý vị cũng phải học tứ diệu đế dùm sư phụ. Ít ra mình không thuộc bài thì mình phải nắm cho được cái nội dung của tứ diệu đế, phải không? Một là khổ đế, một là khổ. Sư phụ viết chữ đế một lần thôi thì quý vị cũng phải suy nghĩ đến cái chỗ mà có những cái chúng ta không phải viết tới viết lui. Hai là tập đế. Ba là diệt. Diệt này là diệt tê nha, diệt là diệt trừ, diệt cỏ dại luôn á. Diệt này là chết luôn á, cho nên nó là niết bàn. Còn chữ diệt mà chữ C á là cũng ha. Rồi, thứ tư là đạo đế. Thế bây giờ mình biết khổ tập diệt đạo á là hai cái phạm trù nhân quả đó. Khổ là quả, tập là nhân. Mình nhớ lại, mình ôn lại như vậy thì cái cặp phạm trù nhân quả này nè, nó ở trong tục đế, có nghĩa là ở trong luân hồi sanh tử, nó ở trong tục đế. Rồi cặp phạm trù này cũng vậy, diệt là quả mà là quả vui,
À, còn đạo là cái nhân để đến an vui. Hai cái cặp phạm trù này thì chúng ta biết ở đây là tục đế thì ở đây là chơn đế. Đó, tục đế và chơn đế. Như vậy thì cái câu này người ta hỏi, người ta cứ hỏi cái này là quả hay là nhân? Thì dễ trả lời quá mà. Khổ là quả, quả trước nhân sau, diệt là quả vui. Thì chữ khổ là nó rõ rồi, thì chữ diệt là nó niết bàn. Không hiểu nữa thôi luôn. Rồi, cái bắt đầu tới bên này. Tới bên này mình lại nói nữa. Khổ là nó nằm trong cái phạm trù tục đế, cho nên nó sẽ ở trong phạm trù luân hồi sanh tử. Mà cái quả khổ, cái quả khổ đế thì bây giờ cái quả này nè, nó có hai phần. Một phần là tam khổ và một phần là bát khổ. Đó, một phần là bát khổ. Ta học khổ đế kia mai mốt hỏi tới đâu là ta sâu tới đó. Tam khổ thì ta ghi ra luôn, gồm có khổ khổ, hành khổ hay là hoại khổ, hoại khổ hay hành khổ gì trước sau cũng được hết trơn, đúng không? Khổ khổ, hành khổ và hoại khổ, hay là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ vậy đó. Còn bát khổ thì mình viết chữ K là được rồi. Một là sanh, sanh ca. Hai, già, khổ. Ba, bệnh. Bốn, tử hay là chết. Tết, chết hay là tử cũng được. Rồi bốn cái đó là xong rồi. Thì bắt đầu xuống tới cái thứ năm là chúng ta nói tới ái biệt ly. À, thì chúng ta hiểu vậy là bắt đầu tới cái số 6 thì chúng ta học luôn oán. Ái là tới oán cho nó dễ học. Oán tấn hội, oán tấn hội. Rồi cái thứ 7 là chúng ta biết cầu bất đắc. Cầu bất đắc là cầu không được. Đó. Đấy, cuối cùng là ngũ ấm, là cái thân của chúng ta nè. Ngũ ấm, xí thạnh. Chữ xí là nó đi xuống, chữ thạnh là nó đi lên. Hoặc là mình gọi là cái thân này nó mập hay nó ốm là khổ. Ngũ ấm là mập hay ốm đó. Đó, mập cũng khổ mà ốm cũng khổ, đẹp cũng khổ mà xấu cũng khổ. Đó, cái thân của mình nó vậy đó. Nó khỏe nó cũng khổ, mà nó bệnh nó cũng khổ. Là lý do nó khỏe thì nó trứng mỡ. Nó khỏe nó đuối lắm. Những người mà khỏe mà không có biết tu tập á, thì họ gây nghiệp chướng nhiều. Cho nên là cái số 8 là ngũ ấm xí thạnh. Cái phần này mà nếu cái người nào đi học Phật á, thì ban Chư Tôn Đức á, cho mình đi, ai có thi cấp quận là được quyền thi cấp thành phố. Là lý do nó học vô tới đây là nó xin cứu liền. Bởi vì sao? Một là không có thời gian học, hai học không nổi. À, quý thầy học cả đời, còn giờ này con học có tháng trời sao con học nổi. Hầu đó thì con tập trung vào con học thi cấp huyện, mà thi cấp huyện con thấy nó còn đỡ đỡ. Bây giờ thi cấp thành phố bắt con phải học thuộc rồi, thôi tiêu rồi, thôi rồi lụm ơi. Học sao kịp, có một tháng học sao nổi. Bây giờ mà nói là thì thôi quý thầy cho đi thi hết luôn. Thì đó, ai thi cũng được giải hết á. Nhưng mà giải gì thì đừng có nói tới, có nghĩa là không có tả tới. Thì cứ lo học thôi. Như vậy thì mình đừng có cầu bất đắc thôi, mình cầu nó không được. Còn bây giờ con đi thi, nhưng mà chẳng qua là con mượn cái phương tiện đi thi để con học thôi à, chứ không phải là con thi là để cho ăn được cái gì đâu. Con thi để đi con học. Như vậy thì
quý thầy cho mình thi hết. Nói tới cái khổ đế thì con biết là nó có tam khổ và bát khổ, vậy là hú hối. Con nắm được vậy là mai mốt hỏi tới đâu là con hiểu tới đó liền. Bây giờ cái tập đế, bài này nó chưa tới. Bài này nó chưa tới bài tập đế, thấy không? Nhưng mà giờ bắt đầu mình hiểu tới cái chữ tập đế là tập là nguyên nhân của khổ rồi. Là mình biết là tập đế là cũng phiền não dữ lắm, là nguyên nhân của luân hồi sanh tử. Thì cái này bao nhiêu phiền não là thuộc về tập đế hết luôn, đúng không? Bao nhiêu cái xấu cái ác là nó thuộc về tập đế này hết trơn. Cho nên tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến biện kiến cương thủ kiến di căm thủ kiến tà kiến, luân hồi trong sanh tử là do phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý trâu cử hôn trầm bất tính về đại phong vật tất thất niệm tán loạn bất chánh tri. Nội học có nhiêu đó thôi là học không nổi, lấy gì vô trong đó. Quý thầy hỏi tới hỏi lui ta nó lạc nó rối củ kiệu lên rồi, quánh tới nơi trúng câu nào hên câu đó. Chứ cái này là phải học nhanh, hãy nhọc học nhiều hay ít? Theo quý vị là cái này học nhiều hay học ít? Học nhiều mà còn chưa chắc ăn nữa, ở đó mà học ít ít mà chắc ăn. Hả? Chính xác. Cho nên cái này là mới có cấp thành phố là cái quyển thứ hai, mà ai mà đậu cấp thành phố rồi cho thi cấp trung ương luôn, cho nó lên hết quyển 3. Thấy không? Như vậy nói tới tập đế là phiền não sanh tử luân hồi đó, vậy đó. Phiền não sanh tử luân hồi, đây là nguyên nhân. Rồi bắt đầu tới mình học cái diệt đế. Như vậy các cái bài sau, bây giờ nói sao vậy chứ các bài sau diệt đế, cái phần nào mà là vui là niết bàn là biết rồi đó. Vui niết bàn đó là diệt đế, mình nắm vậy đó. Cái là mình học mình không có gì lo đó. Cái gì mà nó thuộc cái phạm trù vui và niết bàn đó là diệt. Đạo là con đường, có nghĩa là cái gì cho mình tu, có nghĩa là phương pháp tu. Vậy đó, mình nương cái phương pháp nào mình tu thì mình biết cái đó là đạo đế thôi đó. Vậy đó, là con đường đi đến niết bàn. Vậy thì trong tứ diệu đế là cái phần này là cái phần khá quan trọng mà cái người muốn học đó, nó khó. Cái này nó vượt khỏi cái người Phật tử bình thường nè. Người Phật tử bình thường thì không nắm nổi cái này, mà bây giờ mình là cái người học Phật để đi thi thì mình nắm thôi. Rồi mình nắm cái khổ, mình nắm cái nguyên nhân của khổ, mình nắm được cái ý của niết bàn, và mình nắm được con đường đi đến niết bàn. Vậy là mình bắt đầu vô cuộc rồi, học tài thi mạng nhờ hai đứa bạn hai bên. Chỉ có tu viện Linh Thú mới ngồi xa, tại đất cũng rộng chứ ở dưới thành phố thấy là một bàn như vậy ngồi 4-5 người thì học tài thi mạng thì chứ sao. Mình liếc qua liếc lại là lợm. Nói vậy chứ cũng đâu có thời gian đâu liếc, mình lo bài của mình không xong đâu liếc. Tại vì quý thầy á là do ngồi gần như vậy á thì quý thầy sẽ cho đề 1, đề 2, có khi là đề 3 nữa. Cứ như thế đề 1, đề 2, đề 3. Cho nên cái người mà học mà làm cái đề 1 á với là cái người cái đề 1 bên đây là xa hay gần? Nó xa. Với lại mình ngồi mình nói chuyện, người ta đâu có thời gian người ta trả lời. Thời gian người ta lo, người ta làm việc của người ta, chứ sao người ta trả lời cho mình tới chừng nào người ta làm cho xong bài của người ta. Cho nên dầu rằng chí thân như cha với con, gặp nhau cũng không bằng lòng chịu khổ thay nhau. Cái này câu này ở đâu? Kinh Địa Tạng. Ừ, đó giỏi, trong Kinh Địa Tạng á. Có nghĩa là vô trong đây mà đi làm bài rồi thì dầu rằng là cha con đi nữa, mạnh đến nào nấy làm con. Chứ cha cũng đâu có ngồi đó mà để cho con hỏi. Chứ có khi ông cha ông ngồi, nhưng mà khi hỏi câu 1, câu thứ 2 thì được. Hỏi tới câu thứ 3 cái quý thầy lại đánh dấu bài mất đi. Cấp thành phố mà chuẩn bị lên cấp trung ương mà, đâu có vụ hỏi bài được. Rồi thôi mình nghỉ ở đây ha. Ôn ít ít nhưng mà mai còn ôn nữa. Ôn nhiều quá, nghỉ luôn á. Rồi đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi, cảm ơn chú quý Phật tử đầu cao.